Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hồi tháng 7, theo phía Ukraine báo cáo rằng trong một cuộc không kích vào ban đêm, Nga không chỉ sử dụng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử Sahet-136 Giran 2 để tấn công Ukraine mà còn triển khai một phương tiện mới chưa rõ chủng loại. 13 trong số 16 chiếc Sahet-136 và một máy bay không người lái chưa xác định đã bị loại bỏ. Sau đó, hình ảnh đầu tiên về mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái này xuất hiện. Nó thực sự rất khác so với Sahet 136. Hơn nữa, Ukraine xác định rằng phương tiện nói trên di chuyển ở độ cao cực thấp chỉ từ 20 đến 30 mét. Rất có thể, chúng ta đang nói về một chiếc UAV cảm tử. Vừa qua, trả lời phỏng vấn hãng tin Pravda, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết, hiện nay, ngoài UAV Sahet, Nga đang sử dụng loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến do UAV Shahed dễ bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Ông Inat nêu ví dụ, trong cuộc không kích đầu tháng 10, 3 UAV Shahed của Nga đã bị bắn hạ, trong khi 10 chiếc còn lại biến mất không dấu vết. Theo giới chức Ukraine, đây có thể là UAV loại khác của Nga hiện chưa xác định được chủng loại. Trong một số trường hợp, các thiết bị bay của Nga có thể quay trở lại Nga hoặc lãnh thổ Belarus. Để xác định các UAV mới của Nga thực sự là gì, chuyên gia quân sự Ukraine cần thu thập được mảnh vỡ của chúng. Theo nguồn tin của Defense Express, UAV này có thân bằng xốp và được lắp ráp với chất lượng sản xuất khá thấp. Ngoài ra, truyền thông Nga đưa tin, Moscow đang bí mật phát triển thế hệ thiết bị bay không người lái UAV mới để thay thế các loại thiết bị bay trinh sát Olan 10 và Olan 30 trên chiến trường. Thông tin này được ông Roman Ivanov, nhà thiết kế chính thuộc Trung tâm Công nghệ đặc biệt của Nga tiết lộ. Ông Ivanov không cung cấp thông tin chi tiết về dự án, được cho là vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, ông cho biết dự án phát triển UAV thế hệ mới này ban đầu được giữ bí mật và đã được xúc tiến từ trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, dù tiến độ bị chậm lại do các ưu tiên hoạt động khác, ông lưu ý hiện nhóm nghiên cứu đang tập trung vào việc thực hiện các đơn hàng quốc phòng liên quan các UAV Olan và những nâng cấp chưa được tiết lộ. Theo cổng thông tin Defense Express, chiếc UAV Olan 10 lần đầu tiên hoạt động vào năm 2010 và lực lượng Nga đã sử dụng loại thiết bị này ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2014. UAV Olan 30 về cơ bản là phiên bản cải tiến của Olan 10. Defense Express suy đoán các UAV thay thế mới có khả năng được cải thiện về mặt chiến thuật và kỹ thuật, chẳng hạn như tầm bay xa hơn, thời gian hoạt động lâu hơn và tải trọng lớn hơn. Tuy nhiên, khó có khả năng những UAV mới sẽ có thiết kế hoàn toàn mới. Trước sự phát triển và phổ biến liên tục của UAV trong cuộc xung đột nga ukraina các chuyên gia quân sự và chính trị gia Mỹ và châu Âu đang ngày càng lo sợ về việc Nga tăng cường sản xuất UAV, đặc biệt là UAV FPV. Theo nhà phân tích quân sự người Mỹ Sam Bendett từ Trung tâm Phân tích Hải quân, việc Nga phát triển nhanh chóng UAV FPV và vai trò ngày càng tăng của chúng trong chiến đấu đang gây ra mối đe dọa đáng kể đối với máy bay quân sự và tài sản mặt đất. Ông Bennett lưu ý, những phương tiện bay này hiện có khả năng gây thiệt hại cho các nền tảng lớn đắt tiền như trực thăng, định hình lại các quy tắc của chiến tranh hiện đại. Các quan chức quân sự NATO và Liên minh châu Âu EU coi việc sản xuất UAV FPV của Nga là một yếu tố quan trọng làm phức tạp thêm an ninh khu vực. Các đại diện quân sự của NATO và EU chỉ ra rằng những UAV này có thể được sử dụng không chỉ trong chiến đấu mà còn để phá hoại và tấn công khủng bố, đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp chống UAV và hệ thống giám sát. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự tại Mỹ và châu Âu cảnh báo rằng Nga đang đầu tư mạnh vào các công nghệ này để mở rộng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. Trong nhiều tháng qua, giao tranh đã dần tiến sâu vào lãnh thổ Nga vào tháng 9 năm 2024. Ukraine đã nhắm vào các kho đạn ở thị trấn Tikhoretsk và Toropetsk của Nga bằng UAV đốt cháy hơn 30.000 tấn đạn dược, được cho là bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Giới quan sát cho rằng, các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy vũ khí và tuyến tiếp tế của Điện Kremlin ở phía sau, làm chững lại các hoạt động của Nga ở tiên tuyến. Chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu RAN Michael Burnett cho biết, có nhiều mục tiêu khác nhau mà Kiev có thể nhắm tới, chẳng hạn như các kho đạn dược, được phân bổ trên khắp nước nga, ông cũng liệt kê ra mạng lưới đường sắt và các cơ sở hạ tầng cảng biển cùng nhiều cơ sở lưỡng dụng khác có thể được coi là các mục tiêu dài hạn. Ông bộ Nước nói: vì vậy, thay vì chỉ tấn công vào kho vũ khí, việc tấn công các điểm tiếp cận nó cũng có giá trị trong dài hạn. Một số cuộc tấn công thành công nhất của ukraine vào nga được thực hiện bằng cách sử dụng cái gọi là chiến thuật bầy đàn uav khi lực lượng ukraine phóng hàng chục uav cùng lúc hiện có thể bay hơn 1.500 km để làm quá tải hệ thống phòng không của Nga. Trong khi đó, theo ông Bonnard, với số lượng hệ thống phòng không được bố trí ở tiên tuyến để bảo vệ quân đội, Nga đơn giản là không có đủ hệ thống để bảo vệ tất cả các địa điểm có giá trị của mình. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ bất kỳ kho vũ khí nào tốt hơn, họ sẽ phải lấy các hệ thống từ tiền tuyến hoặc các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Với số lượng hệ thống phòng không ở tiền tuyến bảo vệ quân đội, Nga đơn giản là không có đủ hệ thống để bao quát tất cả địa điểm có giá trị của mình. Chuyên gia này cho rằng Nga phải suy nghĩ lại về việc bố trí và sản xuất các hệ thống phòng không. Các hệ thống của Moscow hiện chủ yếu được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên không ở độ cao lớn, chẳng hạn như chiến đấu cơ nhưng không được thiết kế để chống lại tên lửa hành trình hoặc UAV cơ động ở độ cao thấp. Một vấn đề khác mà Nga chưa giải quyết được là một khu vực lãnh thổ rộng lớn của họ hiện đang cần các hệ thống phòng không bao quát và bảo vệ. Ông Bonnert cho biết, Nga cần gấp 3 lần số lượng hệ thống phòng không hiện tại. Chúng ta đang nói đến hàng nghìn hệ thống, đồng thời nói rằng việc cải thiện hệ thống phòng không có thể mất nhiều thời gian. Theo xác nhận của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một trong những cuộc tấn công mới nhất của nước này đã nhắm vào một kho vũ khí khác ở làng Kotluban của Nga. Tuy nhiên, theo hình ảnh vệ tinh, cuộc tấn công không trực tiếp đánh trúng kho vũ khí. Theo học giả Federico Bosari tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, Nga đã điều chỉnh tuyến tiếp tế ở cấp độ chiến thuật và chiến dịch sau khi Ukraine nhắm vào các địa điểm quân sự của nước này bằng tên lửa HIMARS cuối năm 2022. Ông Bosari đánh giá, tuy nhiên các kho đạn dược lớn có giá trị về mặt chiến lược đã không bị di chuyển vì chúng không được coi là bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi Ukraine thiếu khả năng tấn công chính xác tầm xa công nghệ cao và lệnh cấm sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Chuyên gia này lưu ý rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các kho đạn, nơi lưu trữ một lượng lớn thiết bị và cần thời gian cùng nguồn lực lớn để di rời, chắc chắn sẽ có tác động đến các hoạt động của Nga, đặc biệt nếu đó là đạn pháo với mức độ tiêu hao lớn và các loại tên lửa đắt đỏ. Chuyên gia Bosari bình luận, điều này có thể tạo ra vấn đề tiếp tế cho các đơn vị của Nga được giao nhiệm vụ tấn công sâu và các đơn vị pháo binh tại các khu vực trên tiền tuyến dựa vào những kho vũ khí này. Do đó, nhịp độ các hoạt động tấn công của Nga có thể chậm lại ở các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời làm giảm hỏa lực vào quân đội Ukraine. Theo chuyên gia Bonnet, các cuộc tấn công của Ukraine sẽ không khiến Nga dừng lại các cuộc tấn công, nhưng sẽ làm giảm hiệu quả của chúng. Sukhoi S-70 Okhotnik của Nga Tên gọi khác là Hunter là một máy bay chiến đấu không người lái có khả năng tàng hình do Sukhoi phát triển với sự hợp tác của tập đoàn máy bay MiG. Chiếc máy bay không người lái tàng hình UCAV được coi như chiến thần này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ bao gồm trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công chính xác. S-70 Okhotnik có kích thước ấn tượng với sải cánh khoảng 20m và chiều dài khoảng 14m. Hệ thống đẩy của máy bay sử dụng một động cơ phản lực cánh quạt AL-31F giống với động cơ trên máy bay chiến đấu Su-27. Động cơ này cung cấp lực đẩy cần thiết cho cả hoạt động tốc độ cao và các nhiệm vụ kéo dài. Kiev Post mới đây đăng tải đoạn video mà họ mô tả là ghi lại cảnh tiêm kích Su-57 của Nga bắn hạ chiếc UCAV thử nghiệm su khôi S-70 Okhotnik của chính nước này. Theo truyền thông Ukraine, vụ bắn rơi xảy ra ở khu vực Konstantinovka, Donetsk. Nga chưa bình luận về thông tin này. Theo Kiev Post, các thông tin ban đầu nhận định phòng không Nga dường như đã bắn nhầm vào UCAV của chính mình, khiến chiếc S-70 bị rơi. Tuy nhiên, báo Ukraine đã phân tích đoạn video và cho rằng S-70 bị bắn khi đang yểm trợ cho Su-57 trên không, dường như bằng tên lửa tầm nhiệt R-74M2. Một giả thuyết được các chuyên gia quân sự đưa ra là chiếc S-70 có thể đã gặp sự cố trên không và Su-57 của Nga buộc phải tự bắn rơi UCAV của chính mình để ngăn nó bị lọt vào tay Ukraine do rủi ro bị lộ công nghệ vào tay đối thủ trong diễn biến có liên quan, theo tờ The Kiev Independent, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công ba sở chỉ huy của Nga bằng tên lửa Storm Shadow và tên lửa GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Các cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới riêng biệt số 35 và 27, cũng như của đội vũ trang hợp nhất số 2 của lực lượng vũ trang Nga. Bộ Tổng Tham mưu không nêu rõ địa điểm của các cuộc không kích và cụ thể thời gian thực hiện các đòn tấn công. Bộ này cho hay cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow và tên lửa GMLRS. Chúng tôi đang điều tra thiệt hại từ phía Nga sau các đòn tấn công của Kiev. Nỗ lực san bằng đối phương vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Cách đây ít lâu, báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này vừa phá hủy một đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M một loại vũ khí phần nào thể hiện được hiệu quả từ khi xung đột nga ukraina nổ ra. Tuy nhiên, theo truyền thông Ukraine, thì hệ thống Iskander của Nga vừa được nâng cấp tầm bắn xa hơn, đủ khả năng tấn công các mục tiêu cách bệ phóng 750 km. Nếu những gì báo chí Ukraine đề cập là sự thật, thì giờ đây tên lửa chiến thuật của Nga thậm chí đã có thể chạm tới tuyến Zviagen, Khmenik, Zmerinka, Sagorod. Tuy nhiên, theo chính giới truyền thông Nga loan tin thì có khả năng các kỹ sư quân sự nước này sẽ sớm nâng tầm bắn cho tên lửa 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M lên tới con số 1.000 km và có vẻ công việc đang được triển khai. Nếu vậy, thông số từ phía Ukraine đưa ra chưa thể phản ánh rõ được sức mạnh từ loại khí tài quân sự của Nga này bởi không loại trừ khả năng nó có thể được khai hỏa từ xa hơn nữa. Dù vậy, theo một số chuyên gia quân sự, con số 1.000 km vẫn chưa phải là khoảng cách cuối cùng bởi tiềm năng của tên lửa thuộc hệ thống Iskander M thậm chí còn có thể được Nga tiếp tục khai thác lên tới 2.000 km. Trong quá khứ, vì bị ràng buộc bởi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF được ký từ thời Liên Xô, nên Nga không thể để tầm bắn của tổ hợp Iskander M và Iskander K vượt qua 500 km. Tuy nhiên, vào những năm 2019, Mỹ và Nga đã cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước này. Sau đó, cả hai quốc gia đều rời khỏi INF về phía Ukraine, dù vẫn chưa được các nước đồng minh cho phép sử dụng tên lửa phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, nhưng Kiev cũng đã tìm được phương án của riêng mình. Cụ thể, Ukraine cách đây ít lâu tuyên bố nâng tầm bắn thành công cho dự án tên lửa Grom-2 lên 700 km. Kế hoạch của Kiev nhận được sự tài trợ từ các quốc gia phương Tây, đồng thời lấy tên lửa Caliber của Nga làm tham chiếu. Với tầm bắn tối đa 700 km và độ chính xác cao, tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 thế hệ mới của Ukraine thậm chí còn vượt qua Iskander-M của Nga trước khi được cải tiến với tầm bay 500 km và mạnh hơn nhiều MGM-140 ATACMS của Mỹ tầm bắn 165 đến 300 km tùy phiên bản đáng chú ý Grom-2 của Ukraine và Iskander-M của Nga có khá nhiều thiết kế tương đồng không ngoại trừ khả năng hai loại tên lửa này sẽ sớm đụng độ nhau trong thời gian tới. Một nguồn tin an ninh Ukraina cho biết, máy bay của nước này đã bắn tên lửa hành trình do Anh và Pháp sản xuất về phía các lực lượng Nga đang cố tiến về một thành phố quan trọng ở đông Ukraina. Nguồn tin trên đã chia sẻ với tờ Sky News một đoạn video do máy bay không người lái UAV ghi lại cuộc tấn công vào hai đội hình quân Nga đang tiến về Pokrovsk. Hiện vẫn chưa rõ liệu có quân nhân Nga nào thiệt mạng hay bị thương hay không. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra vào sáng mùng 4 tháng 10 ở thành phố Adipka, nơi quân Nga đã nắm quyền kiểm soát từ tháng 2. Nguồn tin trên cho hay, các chỉ huy quân Nga đã đổ quân, thiết bị quân sự và vật tư vào khu vực này như một phần của cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk của Ukraine. Nguồn tin an ninh Ukraine tiết lộ, lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng tên lửa Storm Shadow, SCAP, do các quốc gia phương Tây tặng. Từ giữa năm 2023, quân đội Ukraine đã nhận tên lửa Storm Shadow với số lượng không xác định của Anh Hiện tại, quân đội Ukraine sử dụng máy bay tiêm kích bom Su-24 đã được cải tiến để phóng loại tên lửa này. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, xài cánh khoảng 3 mét với trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg, có thể tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa 1.000 km h tùy vào từng biến thể tên lửa có tầm bắn từ 250 km đến 560 km. Hồi tháng 9, các nguồn tin từ chính phủ Anh của báo Guardian cho biết, nước này đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay vẫn chưa bật đèn xanh cho Ukraine khi Nga cảnh báo sẽ coi động thái như vậy là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO và cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn ám chỉ rằng điều đó có thể biện minh cho một phản ứng hạt nhân. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, tình báo Mỹ nhận định việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây chế tạo sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa của Nga nhằm vào Mỹ và các đồng minh khác. Đồng thời, tình báo Mỹ cũng nghi ngờ việc sử dụng tên lửa tầm xa sẽ làm thay đổi cục diện cuộc xung đột. New York Times đưa tin hiện các lực lượng vũ trang Ukraine có số lượng tên lửa tầm xa hạn chế của phương Tây và không rõ các đồng minh có thể cung cấp thêm bao nhiêu nữa ngoài ra theo đánh giá của tình báo mỹ sau đợt tấn công đầu tiên quân đội nga có thể di chuyển các kho đạn sở chỉ huy và các cơ sở quan trọng khác ra ngoài tầm bắn của các tên lửa tầm xa nên họ nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này theo các nguồn tin vẫn khó có thể nói tổng thống mỹ joe biden sẽ đưa ra quyết định gì